Tỷ số bây giờ đang là 106, 138 nghiêng về cầu thủ Phi Hùng. Chú Tâm xin chào quý vị, các bạn đang xem trận đấu giữa hai cầu thủ Anh Quang và Phi Hùng, hay còn gọi là Hùng Cao, tại giải CAT 47/2 câu lạc bộ Bia Thịnh Ken năm 2019. Trận đấu quy tụ 15 cầu thủ hàng đầu Việt Nam và một cầu thủ đến từ Thụy Sĩ, đó là nhà vô địch châu Âu Xavier.
Tỷ số giờ đang là 111, 171 nghiêng về cầu thủ Hồng Cao.
Vậy trận đấu kết thúc với tỷ số 190 144. Trăm 114 200 nghiêng về cầu thủ Hồng Cao. Dũng Tâm xin chào, hẹn gặp lại.